trên đời này chỉ có mối quan hệ người sinh ra bạn và người bạn sinh ra là không thể từ bỏ. Còn ngoài ra, tất cả những mối quan hệ khác bạn đều có thể từ bỏ. Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của bạn trải qua như thế nào? Bạn có từng trải qua một cái sự kiện mà nếu mà không có cái sự kiện đó, bạn cũng sẽ không nhận ra là ồ, hóa ra mình có thể thích và lụy một người tới nông nỗi này. Rõ ràng bạn có tiêu chuẩn riêng của cá nhân bạn, và bạn không phải ngu mà bạn không biết rằng người đó tệ bạc như thế nào. Thậm chí họ đã nói thẳng trước mặt bạn là họ không thích bạn, họ cảm thấy bạn rất là phiền. Nhưng mà về phần cá nhân bạn thì bạn vẫn cứ lụy họ mà thôi. Bạn có từng trải qua cái vấn đề đó không? Thôi nào, bạn không có cần phải gồng mình mạnh mẽ làm gì. Xả vai đi. Ở cái không gian này, chúng ta hãy cùng nhau thành thật với nhau ha. Mình có, nên là hôm nay chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ về cái vấn đề này ở cái vlog này ha. Sự thật thì khi mà bạn chân thành yêu một ai đó, bạn có cái gì bạn đều muốn trao hết tất cả cho người ta, và sẽ khó mà tránh khỏi cái việc là bạn lụy tình. Yêu đúng người thì gọi là chung thủy, yêu sai người thì gọi là lụy tình. Có một thuật ngữ trong trường hợp là vô thức tái hiện đau đớn trong trường hợp này là bi lụy một người, là the compulsion repeat. Cơ thể chúng ta sẽ học cách thích nghi với những kích thích, những cái hành động như là nhảy cao nè, bước trên những cái bục của những cây cầu cao chọc trời rồi nè. Thì lúc đầu cơ thể của chúng ta sẽ sợ hãi, nhưng mà dần dần sẽ nảy sinh sự thích thú. Sự điều chỉnh này cho thấy là những cái cân bằng hóa học mới đã được thiết lập trong cơ thể. Về lâu về dài, con người dần sẽ quan tâm tới cái cảm giác mà đau đớn khi mà thiếu cái hoạt động đó hơn là chính cái hoạt động đó. Lý thuyết này cũng lý giải cho cái việc là vì sao chúng ta lại thích ở gần những người khiến chúng ta bị tổn thương. Endorphin có mối quan hệ mật thiết trong cái loại nghiện nghịch lý này. Endorphin bắt nguồn từ cụm từ là endogenous, tức là nội sinh, là từ cơ thể sinh ra, và morphine, một chất giảm đau. Nói cách khác, endorphin có nghĩa là một chất giảm đau tự nhiên do cơ thể sản sinh ra. Lý giải khoa học về cách vận hành của việc tôi luyện một người là như vậy đi ha. Thì như đã đề cập ở trên á, là mình từng là một cái kiểu người không yêu thì thôi, yêu là sẽ yêu hết mình, và lụy rất là lâu. Lần gần đây nhất là phải tính bằng năm luôn, là trên 5 năm luôn. Mình cứng đầu lắm mọi người. Cái gì mà mình đã quyết rồi là không ai có thể thay đổi được mình. Chỉ có là mình chán mình tự bỏ. Gặp cái người mà mình lụy á, họ lại kiểu mà trêu đùa tình cảm với mình á. Mình biết như vậy rồi mà mình vẫn cứ lụy. Nhưng mà đường cái mọi người biết sao không? Đó là thường người ta lụy là người ta sẽ lụy một cách mù quáng. Còn đằng này mình lụy mà mình vẫn rất là lý trí nha. Mình tự nói với bản thân mình như vậy nè. Là một, mày không có được để điều đó ảnh hưởng tới những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của mày. Và hai, mày tuyệt đối không có được xem rẻ bản thân mày. Và càng không để cho người khác có cái quyền xem rẻ bản thân mình. Mình á, giao cho mình là mình không, tuyệt đối không có được cầu xin tình cảm của bất kỳ ai. Nói ra điều này á, không phải là tự hào hay là để mình nhận là mình giỏi điều này điều kia, mà để mà thấy được rằng á, lụy tình á, thì kiểu nào nó cũng mệt mỏi và nó cũng rất là khó chịu. Lụy tình một cách lý trí á, nó nằm ở cái mức giữa giữa vậy nè. Một á, nếu mà còn yêu thì cứ lụy thì lụy tới bến, kiểu xách dép đi cầu xin nan nỉ người ta bố thí cái đoạn tình cảm đó cho mình, để người ta có thể sỉ vả chửi mình thậm tệ như kiểu em chửi anh đi, em chửi cho anh tỉnh đi, cho anh mê em quá rồi. Còn nếu không á, thì ngay lập tức hãy quay xe xách dép đi về. Còn mình á, là nó cái kiểu mà lưng chừng giữa giữa như vậy nè. Cái kiểu mà tôi không để bản thân mình bị anh chà đạp, nhưng mà tôi cũng không ngừng được cái việc mà thích anh. Cái kiểu nó rất là khó chịu luôn. Bạn bè khuyên cũng khuyên rồi,
Nói cũng nói luôn rồi, nói tới mức mà tụi nó chán, tụi nó không buồn nói luôn á. Bản thân thì cũng đã làm việc tư tưởng với chính bản thân mình, không chỉ một lần, nhiều lần luôn. Nhưng mà được một khoảng thời gian á, thì lại cứ ngựa quen đường cũ, lại cứ quay về lụy họ. Kết quả sao mọi người biết không? Nó như một cái duyên đi. Kiểu nếu mà mình cố tình kiếm đại một người để mà quen, để mà chấm dứt cái cảm giác lụy của bản thân á, thì mình làm không có được. Tại vì khoan nói tới cái việc là tội cho cái người mà bị mình lợi dụng, thì nói về bản thân mình trước đi. Thì mình có nhắm á, nếu mà mình làm được vậy á, sẽ chấm dứt được cái cảm giác lụy của bản thân mình không? Hay là chỉ làm bản thân mình thêm mệt mỏi? Thế là mọi người biết trong cái tình huống đó, mình làm cái gì không? Mình chỉ là phó mặc cho ông trời thôi. Mình suy nghĩ vậy nè, hiện tại á, thì cứ sống tốt nhất có thể. Mình tin một lúc nào đó cái cảm giác bi lụy trong mình á, nó sẽ chấm dứt. Cái này thì mình tâm sự thật. Mình sẽ không chia sẻ một cái gì đó nó quá là lý thuyết, nó quá là lý trí trong một cái chuyện tình cảm được. Chẳng hạn như trong mối quan hệ mập mờ đi, thì việc bạn dám tỉnh táo, học cách tỉnh táo để mà nhận thức cái hiện trạng, cái thực tế hiện tại của bạn á, thì nó có khả thi hơn nha. Còn cái việc lụy tình này, có tỉnh táo đó, lụy tình, thậm chí lụy tình một cách tỉnh táo luôn ấy, thì phải làm sao nữa bây giờ? Thì chỉ còn có thể là phó mặc trong trời rồi. Rồi cái hả, sau này á, khi mà ra ngoài mình giao tiếp nhiều hơn, gặp được nhiều người hơn, rồi cái mình chợt nhận ra là ồ, thế giới này đâu phải chỉ xoay quanh mỗi họ. Tại sao mình lại cứ thích đóng vai là một cành hoa hướng dương và xem họ là một cái mặt trời duy nhất của cái cuộc đời mình vậy? Cái này thì mình sẽ nói hai ý ha, cái bên ngoài và cái bên trong. Mình nói cái bên ngoài trước đi. Thì có thể bạn là một người có gu, bạn đặt ra cho mình cái tiêu chuẩn để trở thành người yêu của bạn á, thì nó cao như này nè. Đó, rồi khi mà ra ngoài gặp gỡ và giao lưu được nhìn nhiều hơn, thì có thể nha, cái người á, mà bạn lụy họ thu hút bạn theo kiểu A, và chấm trên thang điểm tiêu chuẩn của bạn á, bạn cho họ 10 điểm. Bạn nghĩ là ồ, sẽ không ai có thể vượt qua cái con số điểm 10 này của họ hết. Đó là cái cách mình lụy á. Thì sau này khi mà bạn giao tiếp nhiều hơn, bạn sống tích cực hơn, sống một cách tốt hơn á, thì theo thời gian, mình tin rằng bạn sẽ gặp được một người, người đó sẽ thu hút bạn theo kiểu B. Mà đã là hai kiểu thu hút khác nhau rồi á, thì nó đã không chung một cái thước đo để mà bạn có thể đem ra so sánh được nữa. Thế là bạn cứ yêu thôi. Còn về phần bên trong á, thì sẽ rất là khó hình dung được cái việc á, là sẽ có một người khác vào một thời điểm khác sẽ xuất hiện trong cuộc đời của bạn, che chở, lắng nghe và bao bọc, đùm bọc bạn thoát khỏi những cái đau đớn của người trước mang lại cho bạn. Sẽ rất là khó hình dung khi mà mắt bạn không thấy, tai bạn không nghe, bạn không sờ mó được người đó. Thậm chí nếu mà người đó không xuất hiện, bạn cũng sẽ không hình dung được là trên đời có một người như vậy. Bạn cũng chỉ nghe người ngoài nói là à là như vậy rồi. Nhưng mà trong thâm tâm bạn á, thì bạn không thể tự thuyết phục được bản thân mình. Thì lúc đó phải như thế nào? Theo mình đi, thì những cái lúc như vậy á, thì bạn cứ sống tốt thôi, cứ sống tích cực thôi. Như mình nè, thì mình sẽ chọn tham gia những cái ngày hội dành cho người trẻ, như là giới thiệu sách nè, người trẻ nói nè, tham gia những cái chuyên đề mà bản thân thích thú. Cái thứ nhất á, là vừa có thể rèn luyện cho bản thân mình, và cái thứ hai là sau cái quá trình giao tiếp, giao lưu gặp gỡ nhiều người á, thì cái gu chọn người yêu của một người cứng nhắc như mình á, nó sẽ không còn quá là cực đoan nữa. Lần này nó sẽ có phần khái quát hơn nè, và nó cũng sát với thực tế hơn nữa. Nói tới đây á, thì nhiều bạn hướng nội á, đừng có dè dặt. Đừng có cái suy nghĩ là cái kiểu giao tiếp đó nó sẽ không phù hợp với mình đâu. Bạn đừng có dán nhãn bản thân bạn như vậy. Bạn hãy cho mình cơ hội, bạn còn trẻ mà, hãy cho mình cơ hội bước ra và học hỏi nhiều hơn. Bản thân mình tin á, là không ai là thật sự không thích nói cả. Chỉ là bạn chưa tìm được một cái tập thể mà biết cách lắng nghe bạn thôi. Giống như một cái hình ảnh á, là chỉ khi mà bạn bước ra ngoài đường, bạn tìm cho mình một cái tiệm kính phù hợp với bạn, để mà họ có thể giúp bạn cắt những cái cặp kính thật là chính xác nè,
thật là hợp với bạn nè, để bạn có thể nhìn rõ ra được cái người bạn lụy á đã đối xử tệ với bạn như thế nào, và chính bạn á xứng đáng với một người tốt hơn ra sao. Còn các bạn mà nhà làm kính sẵn rồi á thì có thể tìm một cái hình ảnh tương đương giúp mình ha. Còn một điều nữa mà mình khá là đắn đo để mà có thể đem lên đây chia sẻ, vì nó là một cái phần xấu xí trong mình, một cái tâm lý tự nhiên thôi. Con người ta thường muốn che đi những cái phần xấu xí trong mình mà, đúng không? Nhưng mà trong cái không gian này, mình muốn tâm sự, mình muốn dùng cái sự chân thành của mình để mình nói lên. Biết đâu á, mình không những giúp được bản thân mình mà còn giúp được cho những người xem của mình nữa thì sao, đúng không? Như là ở trên cái định nghĩa của việc á, là tái trải nghiệm một sự kiện đau đớn một cách vô thức á, có đề cập đến một cái tình trạng á, đó là về lâu về dài, con người dần sẽ quan tâm tới cái cảm giác đau đớn khi mà thiếu cái hoạt động đó hơn là chính cái hoạt động đó mang lại. Ở đây cụ thể là mình cảm thấy á, về lâu dài á, cái việc mình hình như là mình thích cái cảm giác mình lụy hơn là cái việc mà mình và người đó lại có thể gương vỡ lại lành. Chắc là do hồi nhỏ xem nhiều phim tình cảm, phim thần tượng Đài Loan rồi, đã quen dần với hình tượng là người nam chính là chung thủy một đời một kiếp chỉ yêu nữ chính thôi á. Dần dần mình thấy cái hình ảnh nó rất là đẹp, nó rất là quen thuộc, và dần dần mình cũng dần lãng mạn hóa cái sự lụy tình. Nên đó cũng có thể là cái lý do khiến mình mãi không thể thoát ra được. Cuối cùng là một lời khuyên đi ha. Nếu mà bạn lụy tình, mình sẽ không khuyên bạn dừng lại. Việc cá nhân mình cũng đâu thể dừng lại được đâu. Bạn có thể lụy, cũng như việc á, là bạn có quyền sai. Bạn có quyền ra những cái quyết định trong cuộc đời của bạn. Nhưng mà hãy là những cái sai để bạn có thể quay đầu, để bạn biết được là à, năm đó tôi đã lựa chọn như thế này, như thế này. Và đó là một cái sự lựa chọn sai lầm. Tôi đã phải trả giá như thế này, như thế này. Để bạn có thể lợi dụng được từ những cái sai đó mà học được cho mình những cái bài học giá trị. Cuối cùng, chốt lại bằng một cái câu nói của một người cô dạy kỹ năng mềm mà mình rất là tâm đắc luôn. Đó là trên đời này, chỉ có mối quan hệ người sinh ra bạn và người bạn sinh ra là không thể từ bỏ. Còn ngoài ra, tất cả những mối quan hệ khác bạn đều có thể từ bỏ. Và nếu mà bạn đã lụy rồi, bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi, mà đối phương á, nó mắc cái giống gì á, nó không yêu là nó không yêu bạn, thì đủ rồi đó. Mình biết là bạn đã rất là mệt mỏi rồi. Đến lúc bạn suy nghĩ lại xem, là bạn dừng lại được chưa? Bạn cam tâm tình nguyện chấp nhận chưa? Và nếu mà rồi á, thì hãy tôn trọng quyết định của nhau, và nó như là một cái cách để mà giải thoát bạn vậy đó. Giây phút mà mình chấp nhận vì một người họ thật sự không có tình cảm với mình, lúc đó mình hụt hẫng lắm, tim mình đau lắm, mình có thể cảm nhận rõ cái nỗi đau đó luôn á. Nhưng mà đồng thời trong mình xuất hiện một cái cảm giác rất là nghịch lý, đó là mình cảm thấy được nhẹ nhõm. Sau tất cả, bạn rồi sẽ tươi cười lại thôi. Nhìn vào mình nè, mình chính là tương lai gần của bạn đó. Có điều là có thể mắt bạn sẽ to hơn mắt mình thôi. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe mình và để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.